chào các bạn, mình là Hương Lan. Công việc hiện tại của mình là nhà thiết kế và mình đang là chủ thương hiệu của thương hiệu thiết kế túi sách Lulalung. Bắt đầu từ khi mà mình vào, mình học là sinh viên năm nhất của khoa thiết kế thời trang trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, thì mình bắt đầu đã tìm tòi và thử rất là nhiều những cái phong cách ăn mặc, hoặc là tìm tòi hay là may những cái trang phục mà phù hợp với cả bản thân hay sở thích để thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Có một thời gian đầu thì mình có thử sức với rất là nhiều những cái xu hướng này, những cái phong cách mà mình cảm thấy là mình muốn thử. Nhưng sau đó rồi thì sau một thời gian thì mình cảm thấy rằng là mình thích hợp nhất với cái phong cách menswear hoặc là hơi năng động một chút. Thế nên là cứ từ đấy là cái cách lựa chọn trang phục của mình, hoặc là khi đi chơi, hoặc là đi công việc, hoặc là đi học, hoặc đi làm, gặp đối tác, thì mình đều lựa chọn những cái trang phục mà phù hợp với mình nhất. Thường thì khi đi làm thì cái set đồ mà mình hay lựa chọn nhất là suit và vest và blazer. Trong tủ đồ của mình thì thực sự là có rất nhiều vest và blazer các màu, các chất liệu để mình có thể thoải mái mặc vào mùa hè, mùa thu đông. Hoặc là lạnh hơn thì mình sẽ kết hợp cùng với cái áo trench coat. Về những cái trang phục đi chơi thì mình sẽ thoải mái hơn, sẽ là những cái trang phục hợp xu hướng hơn. Ví dụ như là quần jean, áo thun hoặc là những cái trang phục mà do mình tự may. Trong quá trình mà được học tập tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thì bọn mình cũng có được học và được tìm hiểu rất là nhiều những cái kiến thức về thời trang. Và trong cái quá trình học như vậy thì bắt đầu mình có tìm tòi, và sau đó thì có thích những cái nhà mốt, những cái nhà thiết kế, và sau đó thì mình có bị ảnh hưởng một số những cái nhà thiết kế. Và dần dần thì trong quá trình mà tiếp xúc với thời trang thì mình cũng bắt đầu tìm tòi ra được những cái phong cách và những cái mà màu sắc hay là những cái kiểu dáng trang phục mà mình cảm thấy phù hợp và mình yêu thích. Mình không quá quan tâm đến thương hiệu, bởi vì theo mình thì một bộ trang phục mà đẹp nhất khi mặc lên trên người là bạn tự tin với nó. Nó hoàn toàn phù hợp với bạn, phù hợp với tất cả mọi thứ, về đường nét cơ thể, về tính cách của bạn. Thì chính như vậy thì bạn đã tạo ra được cái phong cách cho cá nhân mình khi khoác lên một bộ trang phục rồi. Còn về thương hiệu thì nó chỉ là đóng một vai trò rất nhỏ thôi. Còn thậm chí là các bạn có thể tái chế trang phục, tự may trang phục, thì miễn làm sao bạn cảm thấy tự tin nhất khi mặc chúng lên. Với mình thì là một nhà thiết kế thời trang, thì cái việc mà hàng ngày phải ăn mặc đẹp, quá đẹp hay lộng lẫy thì nó cũng không hẳn là áp lực với mình. Vì mình nghĩ rằng là với cái ngành nghề đặc thù ngành nghề này, và nhất là con gái, thì tất nhiên chúng ta khi bước ra đường thì nên chỉnh chu nhất có thể. Thì hàng ngày nếu như không phải đến những cái nơi mà quá quan trọng thì thường thường mình sẽ lựa chọn những cái bộ trang phục nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất với thời tiết, với hoàn cảnh ngày hôm đó. Và mình sẽ lên trước cái set đồ đó vào ngày hôm trước, xong rồi đó rồi thì ngày hôm sau thì cứ chỉ việc dress up lên trên người thôi. Là một nhà thiết kế thời trang thì mình có một lời khuyên cho các bạn trẻ yêu thời trang, hoặc những bạn trẻ mà đang hướng đến cái tiêu chí là muốn xây dựng cho mình một phong cách, thì mình nghĩ rằng là trước tiên là bạn hãy là chính mình nhất. Các bạn có thể theo dõi những cái tạp chí thời trang và theo dõi những rất là nhiều những kênh thời trang, hoặc là cái hình thức follow những cái người nổi tiếng, những cái người mà có phong cách thời trang cũng sẽ giúp cho bạn cập nhật được những cái xu hướng thời trang mới nhất. Và một điều quan trọng nữa là các bạn hãy là chính mình, biết mình tự tin nhất khi mặc những bộ trang phục nào, thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái yếu tố đấy chắc chắn bạn sẽ xây dựng được một cái phong cách cá nhân rất tuyệt vời.